Những năm gần đây, hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Mới đây, với chiêu thức gửi đường link bình chọn cuộc thi ảnh nhằm chiếm đoạt tài khoản, thông tin cá nhân, vay mượn tiền, nhiều đối tượng lừa đảo gần đây đã ngang nhiên tạo lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo của người dùng. Những tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua lời mời bình chọn trên Facebook. Lợi dụng việc bình chọn này, các đối tượng đã tìm cách đưa những đường link giả mạo xâm nhập vào tài khoản cá nhân, gửi lời mời bình chọn cho hàng trăm tài khoản khác là bạn bè, người quen của bị hại. Nếu ai chấp nhận lời yêu cầu tham gia bình chọn, tài khoản của người dùng ngay lập tức sẽ bị đánh cắp, bị các đối tượng này sử dụng để đi lừa đảo. Theo Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng lừa đảo này sẽ lợi dụng vào những mối quan hệ như là giả dạng bạn bè, người thân, đối tác để khiến nhiều người không mảy may nghi ngờ mà đăng nhập vào website, bình chọn cuộc thi, đăng nhập số điện thoại, mật khẩu Facebook. Sau khi ăn cắp tài khoản Facebook xong, các đối tượng nghiên cứu mục tin nhắn Messenger, xem cách thức chủ tài khoản thường nhắn tin rồi giả làm chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để nhờ bình chọn cuộc thi trực tuyến, mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Trước thực trạng này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng khi nhận được yêu cầu kết bạn từ người thân bằng tài khoản mạng xã hội nên xác minh thông tin qua việc gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại bằng số điện thoại được lưu trong danh bạ, không nên kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội. Trí tuệ nhân tạo AI và deepfake đang bị tội phạm mạng khai thác vào các mục đích xấu, trở thành công cụ của các đối tượng lừa đảo. Thống kê của Regula cho thấy có tới 37% doanh nghiệp trên toàn thế giới từng có va chạm với các vụ lừa đảo deepfake bằng giọng nói và 29% đã trở thành nạn nhân của video deepfake. Tại Việt Nam, chiêu thức lừa đảo tinh vi này đã khiến không ít các nạn nhân mắc bẫy. Người phụ nữ này bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi vay 30 triệu đồng từ Facebook của một người họ hàng. Ngay sau đó, chị cẩn thận gọi video lại để xác minh. Đầu dây bên kia hiện đúng chủ nhân tài khoản Facebook, cùng với cách xưng hô quen thuộc chỉ là chất lượng hơi thấp. Trong tình thế cấp bách, chị chọn tin tưởng và chuyển đủ số tiền 30 triệu theo đề nghị của người họ hàng. Tuy rằng là cái cuộc gọi đó nó khá là ngắn, chất lượng hình ảnh thì mờ, nhưng mà tôi nhận được tin nhắn sau đó của người ta là họ đang đi trên đường và có một việc gì đấy khá là gấp, họ cần khoản tiền ngay lúc đấy nên là tôi cũng chuyển khoản luôn cho họ. Đến tối thì tôi nhận được thông báo trên Facebook của người ta là người ta đã bị hack nick. Thì lúc đấy tôi mới biết là mình bị lừa. Viễn cảnh hỗn loạn trên Internet dường như đang hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Các công cụ AI hoàn toàn có thể cho ra đời video giả mạo trông chân thực, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được. Đáng nói ở đây là các video giả mạo sẽ càng hoàn thiện và giống như thật hơn khi các đối tượng xấu thu nhập được càng nhiều dữ liệu về hình dạng, giọng nói của nạn nhân. Cách để thu thập thông tin giờ đây không quá khó khi các đối tượng xấu thường tìm đến tài khoản mạng xã hội của nạn nhân. Nếu chúng ta đăng tải hình ảnh và video của cá nhân hoặc là người thân của mình lên mạng xã hội thì đấy là nguồn đầu vào để kẻ xấu có thể lợi dụng để tạo ra những video và hình ảnh giả để quay trở lại đánh lừa chính bản thân mình và gia đình của mình. Những cái việc như là sử dụng AI để tạo deepfake và làm các cái video giả tạo thì chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai. Hiện tại các cái công cụ AI đã có thể qua mặt được các cái công cụ quản lý an ninh mạng. Thì cái này nó là về mặt công nghệ thôi, thì AI luôn là phát triển và cái việc đầu tư AI chắc chắn là các công ty công nghệ hay là cả kể cả những cái đối tượng có mục đích xấu thì họ sẽ luôn luôn đầu tư để phát triển nó lên. Theo thống kê mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, số lượng video deepfake trực tuyến gia tăng chóng mặt hơn 90% trên toàn cầu. Cá biệt tại Anh, có trường hợp lợi dụng deepfake giả mạo, giám đốc ngân hàng chiếm đoạt tới hơn 35 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia dự đoán đến năm 2023, 20% tất cả các cuộc tấn công chiếm đoạt tài khoản sẽ tận dụng công nghệ deepfake. Với hơn 70 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, số lượng nạn nhân trong nước có thể sẽ tăng cao trong thời gian tới. Tuy vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành cũng chưa có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Theo các chuyên gia pháp lý, mọi tiến bộ công nghệ cần phải đi kèm đạo đức công nghệ và các vấn đề xã hội mới. Bộ Công an cho rằng nhiều nhóm lừa đảo trên môi trường mạng đang hoạt động như một công ty, có bộ phận nghiên cứu, nhiều trường hợp coi lừa đảo như là một nghề, mang lại lợi nhuận cao. Thời gian tới, việc lừa đảo trực tuyến sẽ ngày một tinh vi và phức tạp hơn. Tháng 9 năm 2023, người đàn ông này nhận được cuộc gọi của đối tượng mạo danh công an mật của thành phố Đà Nẵng. Cuộc gọi yêu cầu ông nộp tiền qua tài khoản vì liên quan đến vụ buôn bán ma túy lớn. Như bị thao túng tâm lý, ông không ngần ngại chuyển ngay 350 triệu đồng cho kẻ gian. Hắn bắt buộc, thế này này.
Một, tôi làm việc là làm việc trong thông tin. Nếu như anh mà gần khách sạn đi đến thuê một cái phòng đi nói chuyện, đi làm việc. Hai nữa là nếu phòng riêng anh mà được gọi là kín, không ai nghe thấy thì nó mới được lập được hơn. Nó bảo là chúng tôi là công an mật, cho nên điều tra mật cũng được tiếp xúc với một ai hết. Đó, nó hướng dẫn hết. Còn người đàn ông này, vì tin tưởng người quen đã tham gia một nhóm cá độ bóng đá trên mạng. Từ thua sạch một tháng lương, dần ra anh lại dấn sâu hơn vào con đường này. Thế là lỡ dính vào bẫy lừa đảo, anh gần như không có cơ hội thoát. Họ rủ rê và họ gửi các thông tin về kèo banh bóng. Theo lời tư vấn của họ, đóng một khoản phí thì họ sẽ tư vấn cái tỷ lệ thắng của tôi được 100%. Nên tôi cũng tin tưởng, nhưng mà tôi thấy thua thì nhiều hơn là thắng. Tôi cũng mất số tiền lớn, thậm chí đến bây giờ tôi cũng phải cầm xe. Khi lừa đảo qua mạng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, cõi mạng lại ra đời chiêu thức lừa đảo mới được gọi là nhân danh công lý. Trên Facebook, Zalo, Telegram không khó để tìm thấy các trang như hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo, lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng xã hội. Phổ biến nhất là vào vai nạn nhân rồi hứa hẹn sẽ giúp mọi người lấy lại tiền lỡ bị lừa đảo qua mạng. Nhưng muốn lấy lại tiền thì phải mất tiền. Theo Bộ Công an, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao phân chia nhiệm vụ rất chuyên nghiệp và chuyên môn hóa. Có những người chuyên tìm kiếm con mồi, người chuyên nghĩ kịch bản, người lại chuyên gom tài khoản ngân hàng ảo, lại có kẻ chuyên xử lý dòng tiền. Không ít băng nhóm đang được vận hành như công ty, có văn phòng, có bộ phận nghiên cứu, có cả căng tin. Có những nhóm tội phạm thì có quy mô rất là lớn, hàng trăm đối tượng và hoạt động gần như là một cái nghề để kiếm sống. Cho nên là chỉ nghiên cứu, sử dụng các cái phương thức để liên tục liên hệ với các bị hại qua các cái nền tảng trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo. Cho nên là chúng tôi đánh giá là không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới thì cái sự xuất hiện và mức độ gia tăng của tội phạm lừa đảo qua mạng chắc chắn từ trước đến nay sẽ tiếp tục gia tăng và hoạt động phức tạp. Khi điện thoại thông minh chính là chìa khóa để mở nhiều cánh cửa bí mật, trong đó có tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Hãy chậm lại vài giây để đọc những thông tin gửi về điện thoại trước khi ấn nút. Còn với những người đang trông chờ vào các cơ hội kiếm tiền nhanh, hãy biết đủ và luôn giữ tâm lý cảnh giác là cách tốt nhất để không rơi vào bẫy thao túng của kẻ gian. Giá mua vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng một lượng sau hơn một tháng bất động. Giá mua của mỗi lượng vàng miếng SJC tăng lên 75,48 triệu mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC giảm về 330.000 đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua 12 tháng 7, giá vàng miếng SJC lần đầu được điều chỉnh sau hơn một tháng bất động. Giá là 75,48 triệu đồng mua vào và 76,98 triệu đồng bán ra, tăng 500.000 đồng tại chiều mua và không thay đổi ở chiều bán so với trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán thu hẹp từ 2 triệu đồng một lượng về 1,5 triệu đồng. Vàng nhẫn được niêm yết ở giá 75,15 triệu đồng một lượng mua vào, 76,65 triệu đồng bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần mùng 8 tháng 7. Tuần qua, một số đơn vị kinh doanh niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng là 170.000 đồng một lượng, ở 75,9 triệu đồng một lượng mua vào, 77,15 triệu đồng một lượng bán ra. Chênh lệch giữa vàng nhẫn và giá vàng miếng SJC hiện là 330.000 đồng một lượng ở chiều thu mua giai đoạn trước tháng 6. Chênh lệch giữa hai mặt hàng này là hơn 17 đến 18 triệu đồng một lượng. Sau nhiều vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã có nhiều biện pháp siết chặt đối với hình thức nhà ở này. Chính vì thế, thời gian gần đây, nhiều chủ nhà đang giao bán gấp loại phân khúc này. Tuy nhiên, tình hình chuyển nhượng các tòa chung cư mini diễn ra ảm đạm trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mua bán bất động sản trực tuyến xuất hiện nhiều thông tin đăng tải bán tòa nhà chung cư tại Hà Nội với mức giá từ 10 đến 30 tỷ đồng tùy vào vị trí, diện tích sử dụng. Theo một số chủ nhà cho biết, thời điểm này rất thích hợp để xuống tiền mua các tòa chung cư mini bởi rất nhiều người giao bán. Sau các vụ cháy ở Hà Nội, dòng tiền chung cư mini xuống giá, đặc biệt nhiều nhà không làm được phòng cháy chữa cháy hoặc khó khăn khi đi làm thủ tục nên họ chấp nhận giao bán rẻ hơn so với thời điểm trước. Thực tế, đây cũng là phân khúc bất động sản tạo ra dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau hàng loạt vụ cháy lớn,
loại hình nhà ở này rơi mất vị thế. Nhiều chủ nhà giao bán chung cư mini do tình hình kinh doanh không ổn định, nhu cầu thuê giảm mạnh. Trong khi cơ quan quản lý đã siết chặt việc vận hành loại chung cư mini với những tòa nhà không đảm bảo phòng cháy chữa cháy phải sửa chữa lại. Điều này khiến nhiều chủ nhà lo ngại phải đổ thêm tiền để duy trì trong thời điểm tình hình kinh doanh đi xuống.